ăn su đằng lợi nha. Rồi Quỳnh Anh chọn trái hay phải, chọn hướng nào? Chọn wow, đúng rồi, được một quỳnh bim bim các bạn ơi. Rồi tiếp, rồi trái hay phải? Wow, bạn Quỳnh hay vậy, ăn kẹo luôn, được cây kẹo luôn các bạn ơi. Quá hay bạn Quỳnh Anh, quá hay luôn. Nãy giờ là hai lần bạn Quỳnh Anh thắng rồi nghe. Trái hay phải hướng nào? Ai không được nhìn, bạn Quỳnh Anh thua. Không được, làm lại. Quỳnh Anh được nhìn nha. Bạn Quỳnh Anh ăn con bạch tuộc luôn này. Đồ chơi không ăn được ạ. Rồi, không được nhìn nha, Quỳnh Anh nhìn là thua nha. Trái hay phải? Wow, đúng rồi, được cái gì vậy? Quá hay luôn. Rồi, rồi bạn nhìn qua đây. Bạn Quỳnh Anh nhìn qua đây. Bạn nhìn qua đây nha. Bạn Quỳnh Anh trái hay phải kìa. Trái hay phải? Được một con gà siêu cute. Còn một cái kẹo nha. Đây nè, bạn Quỳnh Anh nhìn đây nè. Nè, trái hay phải? Wow, được kẹo nữa rồi. Bạn Quỳnh Anh hay quá. Rồi. Nhiều đồ quá nè các bạn ơi. Rồi, chuẩn bị nha. Trái hay phải? Hướng nào? Trái hay phải? Hướng nào chỉ lại coi. Wow, được một cái trứng khủng long. Bạn Quỳnh Anh hay quá các bạn ơi. À, để nó đi, không được lấy nha. Rồi, chuẩn bị. Nhìn đây, bạn Quỳnh Anh. Rồi, Phan. Trái hay phải? Ê, ăn được không? Ăn được không? Ăn được không bạn Quỳnh Anh? Không được. Trái hay phải? Ê, để nó đi, để nó đi, cậy nó đi. Có chuyện té đó, té đó. Mình sẽ lấy con sâu quắc của mình. Rồi, con sâu quắc. Rồi, con đón đi, con đón trái hay phải đi. Phan, nhìn qua đây. Rồi, mày lụm nhìn cho con nha. Rồi, bỏ đó. Rồi, Phan nè. Phải. Trái hay phải? Con gì? Con đó con gì Quỳnh Anh? Con sâu quắc. Con gì đâu, đưa bạn coi coi. Con sâu quắc. Con gì vậy? Con gì? Nha. À, con gì? Phai. Con này con gì Quỳnh Anh? Con cá. Con cá sấu. Con cá sấu rồi chứ không phải con sấu quắc hả? Phải con sấu quắc không? Vậy con này con đẹp hả? Dạ. Đẹp hay xấu? Con cá sấu. Là nó đẹp hay nó xấu? Nó đẹp. Vậy hả? Rồi. Thôi mình